giác của Duy như thế nào khi vào phía Nam tập phấn? Thật ra thì hiện tại thì thời tiết ở đây cũng rất là mát mẻ, cho nên bọn em cũng cũng là cảm giác rất là thoải mái. Thoải mái, nhưng mà ở Hà Nội đang lạnh, mà nếu mà chúng ta vào đây Nam tập phấn nó đang nóng như thế này thì lúc mà ra đá ngoài kia thì cảm giác thấy như thế nào? Em nghĩ nó sẽ có sự khắc nghiệt, nhưng mà bọn em sẽ làm quen được tốt thôi. Tại vì bọn em cũng từng được thi đấu với cái thời tiết lạnh rồi, nên rồi cảm giác không sao cả. Duy cảm thấy như thế nào khi mà đây là cái đợt AFF rất là quan trọng, nhưng mà cũng có rất là nhiều cầu thủ trẻ, vậy thì Duy nghĩ đâu là cơ hội cho các cầu thủ trẻ trong cái đợt AFF này? Duy nghĩ đây sẽ là một cái bước đệm cho các cầu thủ trẻ, đây sẽ là bước đệm rất tốt cho các cầu thủ trẻ để lên để học hỏi kinh nghiệm của các anh, nhưng mà cũng biết đâu sẽ có người ở lại. Mà riêng bản thân Hồng Duy thì như thế nào? Liệu bạn có cạnh tranh được với các cầu thủ trẻ không? Riêng bản thân em thì khi mà được tập trung lên đội tuyển thì em sẽ cố gắng nỗ lực và phấn đấu hết mình. Anh thấy ở trước cái buổi tập ấy, thường thường anh sẽ không thấy sự có mặt của thầy Ly, thì anh không biết là trong cái phòng thay đồ trước khi ra buổi tập này thì thầy Ly hay chia sẻ với các em những gì trước khi ra những buổi tập như nào? Không có, thì thường thường trận đấu thì bọn em chỉ có họp thì thầy Ly ở trong để diễn giải các bài tập trước khi tập thôi. Chứ chia sẻ các bài tập trước. Dạ đúng. Thế còn các cái buổi mà không tập vào các buổi sáng thì mọi người có họp hay là trao đổi những gì về mặt chuyên môn không? Dạ cái đấy thì cũng cái đó cũng tùy hơn mỗi người thôi. Mỗi anh em chia sẻ với nhau. Và có những anh em sẽ dành buổi sáng dành cho buổi đi tập thêm. Chúng ta vừa mới chia tay Trọng Hoàng, vậy thì với Duy thì sự vắng mặt cũng như sự chia tay của Trọng Hoàng thì nó như thế nào? Thật ra thì Duy cũng gắn bó với anh Hoàng cũng lâu rồi, nói chung là cảm thấy rất là tôn trọng anh ấy. Dù gì là anh ấy cũng là gắn bó với đội tuyển cũng 14 năm rồi. Nói chung mình riêng bản thân mình và các cầu thủ trẻ ở đây cũng mong được gắn bó đội tuyển lâu như đấy. Thì đây cũng là kỳ AFF cuối của thầy Bắc. Thì với bản thân Duy cũng như các đồng đội đã cố gắng như thế nào để có được một cái mùa AFF cuối cùng của thầy là tốt? Thì để chuẩn bị cho một cái trước khi thêm cái giải đấu AFF quan trọng như thế này thì Duy sẽ cố gắng tập trung hết sức có thể để thi đấu một cách thật là cố gắng, thật là quyết tâm hết mình để dành một cái đạt được một kết quả tốt nhất vậy dành cho thầy và dành cho tất cả các một. So với cả cái đợt mà chuẩn bị cho AFF Cup năm đợt trước ấy, thì số lần này thì hiện tại anh có cảm thấy điều gì nó khác biệt về tập luyện hay là những không khí không? Dạ thì thật ra thì bọn em vẫn cảm giác gọi là vẫn thoải mái và tự tin thôi, cứ vào là chín thôi.